về rồi nè. Bữa giờ ở nhà khỏe không? Vừa khỏe vừa vui. Mà sao em về chi lẹ vậy? Ở trển chơi lâu lâu với ba má đi, là hai đứa cùng vui khỏe. Đâu có được. Đi khám bệnh má mới cho đi. Vợ chồng thì phải ở bên cạnh nhau chứ. Thấy vợ là thấy thuốc đắng à. Con sợ lắm. Không có đâu. Thuốc này ngọt lắm. Em mua mắc gấp đôi tiền luôn á. Thuốc ngọt thiệt hả? Ừ. Có mật ong nữa hả? Em đâu có biết đâu. Nhưng mà ông thầy thuốc đảm bảo với em thuốc này ngọt. Vậy năng thử nghe. Ngọt thiệt. Anh lấy mấy viên nữa nha. Đâu có được con. Thuốc mà đâu phải kẹo đâu. Ngày uống viên được rồi. Dạ. Ngày tối đa 2 viên á má. Nhưng mà nếu anh thích, tối em sẽ thưởng cho anh thêm 1 viên. Bình thường ban ngày đóng cửa ngủ chừng hơn 1 tiếng đồng hồ là thức dậy ăn trái cây. Sao hôm nay ngủ dữ vậy không biết. Tụi nó có bị gì không? Hồi nãy mới uống thuốc mang về. Thúy à. Lương à. Lương. Thúy Lương à. Anh. Dậy đi. Má kêu kìa. Mở cửa kìa, má kêu. Má ơi, đợi tụi con chút xíu. Chân con lạnh ngắt à. Mà sao mồ hôi á đổ ra hoài vậy không biết. Bao nhiêu thuốc bổ mà cũng chưa lấy lại sức. Bây giờ có thuốc tiên má cũng mua cho con uống nữa. Sợ thuốc lắm. Không uống nữa đâu. Con khát nước quá. Này, con uống nha. Còn con vợ con, nó đi rước thầy Tư gì mà lâu dữ vậy không biết. Con mệt quá. Chắc con chết quá. Bậy à, con không được nói bậy nha không. Nhà mình á, có nhiều tiền, có vàng, có hộp xoàn nhiều lắm. Tốn bao nhiêu má cũng chài chửi cho con hết. Con phải sống với má, nghe không. Dạ thưa má, con mới về. Ừ. Về rồi đó hả? Dạ con có đón thầy về rồi đó má. Dạ. Chào bà chú. Chào thầy. À, thầy ngồi nghỉ mệt đi. Chắc là đi đường cũng xa quá hả thầy? Không có sao đâu. Tôi phải khỏe tôi mới có thể chăm sóc bệnh nhân được chứ. Thầy nói cũng phải. À, nhờ thầy chăm sóc, khám bệnh cho con tôi. Bà yên tâm. Dạ thưa má, trên đường đi con cứ kể tất cả mọi chuyện cho thầy để thầy nắm căn nguyên chữa trị cho chồng con đó má.
Vậy hả? Vậy cầu trời cho phước chủ mai thầy. Con tôi bị sao vậy thầy? Dạ, tình hình chồng con sao rồi thầy? Xin bà ra ngoài, tôi muốn nói chuyện riêng với bà. Dạ. Con trai tôi có bị sao không thầy? Cậu nhà bị ngộ độc thuốc. Cái gì? Bị ngộ độc thuốc hả? Rồi có ảnh hưởng tới tính mạng không thầy? Chứ con trai tôi mà có mệnh hệ vậy thì tôi không sống được đâu thầy ơi. Ủa? Ừ. Sao mà bà lính qua lính quýnh vậy? Cậu nhà là chỉ bị ngộ độc thuốc thôi, đâu có nguy đến tính mạng đâu. Tôi chỉ cho cậu uống thuốc giải là hết liền à. Dạ. Nhưng mà có điều. Có điều sao thầy nói nhanh cho tôi biết đi. Cậu phải ngừng gần gũi với vợ trong thời gian uống thuốc. Nhiêu lâu thầy? 15 ngày. Cái gì mà lâu dữ vậy? Anh ơi, yến chân mật ong còn ấm, anh ăn cho ngon để dễ ngủ nha. Cảm ơn em, anh ăn thèm. Ngon không anh? Ngon. Mấy hôm nay anh thấy trong người sao rồi? Thấy khỏe rồi. Mà vợ ở đây á, ngủ với anh đi. Đừng có qua bên phòng má ngủ chung với má nữa nghe. Má dặn con sao Thúy? Con làm chứ đâu phải vợ con làm cái gì đâu. Con mới chưng yến với mật ong cho anh ăn rồi anh cảm ơn con, chứ con có làm cái gì đâu má. Thôi được rồi, đi qua phòng ngủ với má để cho chồng con tình dưỡng thiệt khỏe. Lương nè, con ăn yến xong rồi đi ngủ nha. Không, con muốn vợ con ở đây ngủ với con à. Con không cho vợ con qua ngủ chung với má nữa đâu. Con không có ngủ một mình được. Thì để má kêu thằng Thành nó lên đây ngủ với con, giống như mấy đêm trước vậy đó. Thôi, con không có ngủ với thằng Thành đâu. Con ngủ với vợ con à. Con ngủ với vợ con. Thầy Tư dặn rồi đó, để cho nó thiệt khỏe, đừng có hành tội nó nữa. Má, là con muốn như vậy chứ không phải là vợ con muốn như vậy. Cho nên má có la, má la con nè. Má đâu có la gì em đâu, má chỉ dặn em là chăm sóc cho anh kỹ hơn thôi.